chương 1, khiến cho mỹ nữ không phục tùng. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Sư phụ tu luyện xong tu với sư phụ có thể giúp ta đột phá đến chúc cơ à? Trương Thiên mắt mở to, lông mi dựng ngược lên nghĩ cuối cùng mình cũng có thể đột phá bình cảnh, bước vào tu chân cảnh giới ở tầng cao hơn nên trên mặt tươi cười rạng rỡ Đột nhiên nụ cười của hắn chợt tát, tửu điếm như ra. Trương Thiên vừa mới tròn 20 tuổi, nằm gọn gàng trên cái giường lớn, tứ chi thư giãn, thả lỏng, hơi thở hồn hền. Những bản nhạc được tấu lên với âm thanh chán tệ được truyền vào trong phòng, anh là một thằng khốn, đê tiện. Bỗng nhiên mỹ nữ đang nằm trong lòng Trương Thiên bật khóc, hai mắt đẫm lệ, lắc lắc bà vai ngọ nguậy. Trương Thiên sừng sốt vì nghĩ rằng thực lực của sư phụ kia không ổn định vì tự hắn trong 7 giây phải cung cấp sinh khí của mình vậy mà ngay cả công pháp cũng sắp biến mất nên vội vàng ngăn lại. Sư phụ cẩn thận, công pháp chưa hoàn thành nên không thể rời đi được nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nói xong nâng cao tay lên và nhanh chóng hạ xuống người cô gái kia, dã liên tục. Bốp bốp bốp, tốt lắm sư phụ, đồ đệ đã giúp người tán công xong, bốp dưới sự tấn công, nữ tử kia đỏ mặt, nước mắt rơi càng nhiều, nóng mặt tát một cái như trời giáng vào mặt Trương Thiên. Đứa con riêng của Lý Gia mà dám làm nhục ta thì cẩn thận ta chôn chung cả nhà ngươi. Nói xong nữ tử vùng vẫy chạy xuống mặt đất vội vàng nhặt quần áo và mặc vào, sau đó hai tay mảnh khảnh ôm lấy chân ngồi xổm ở góc tường khóc nước nở cái tát giống như sấm sét bổ trúng người khiến đầu óc hắn choáng váng, trí nhớ của hắn như được mở toang ra, vô số thông tin xa lạ tuôn trào ra khiến đầu hắn bị quá tải và có cảm giác sắp bị nổ tung. Đợi con nhức đầu kia đi qua thì hắn mới hiểu được những gì vừa xảy ra, hắn đã được sinh ra một lần nữa. Trương Thiên vốn dĩ không phải người ở thế giới này, chỗ của hắn trước đây gồm có những tu chân vũ trụ, họ có thể bay lên trời, xuống mặt đất trường sinh bất tử. Còn hắn chính là một tu chân vũ trụ có thiên phú của người tu chân nhưng đáng tiếc xuất thân của hắn hèn mọn, tu luyện 300 năm cũng không thể đột phá được, chỉ dừng lại ở trúc cơ kỳ. Thân là đệ tử ngoại môn của tu chân giới nên tiền đồ của Trương Thiên có thể đi xa đến cực điểm, nhưng không ngờ là đại nạn giáng xuống khi có một nữ sư tổ xuất hiện ở tông môn tên là Tao Lãng. Lừa gạt hắn tu luyện xong tu công pháp và hứa hẹn nhận hắn làm đệ tử. Đối mặt với việc tuổi thọ sắp hết nên Trương Thiên bất đắc dĩ phải nghe theo lời tao sư phụ tiến hành xong tu, kết quả là đã mạo phạm sư phụ, suýt bị giết người chính là tao hồ ly sớm hay muộn gì cũng có ngày ta bắt người đến cho đệ tử ngoại môn hưởng thụ dám lừa gạt hút sinh lực của ta trương thiên chửi ầm lên bất mãn nhưng vẫn hy vọng sư phụ tao lãng sinh đẹp kia có thể cùng chơi đùa với hắn tạo hóa trêu người hắn vốn dĩ trương thiên đã đi đời nhà ma từ lâu nhưng khi đến trái đất này thì đại tộc lý gia chưa bao giờ thừa nhận một đứa con hoang như hắn Thật trùng hợp, thân phận của hắn không được gia tộc thừa nhận nên bất đắc dĩ đành phải để theo họ mẹ là cổ trương thiên. Suy nghĩ đơn giản một chút khiến cơ mặt hắn giãn ra, khóe miệng run rẩy. ta là một đứa lớn mật, là một đứa con hoang được mặc quần áo lụa là, nhưng đến năm tám tuổi đột nhiên có bệnh nên sức khỏe suy yếu. Thể chất không đủ để mỗi ngày chơi đùa với một nữ nhân đâu, người xứng đáng bị mất mạng vậy mà lại còn ngồi đó khóc lóc không hiểu chuyện gì xảy ra nên hắn lấy cái khăn trải giường màu đỏ quấn lên người chân bắt chéo hỏi ngươi là ai lại còn dám diệt cả nhà ta biết cha ta là ai không hăm dọa ngươi và thậm chí là hãm hại ngươi đấy tin hay không thì tùy ngươi cũng không phải khuếch đại mình là người độc ác nhưng dù sao cũng chính hắn là người cướp đi mất lần đầu tiên của người ta nên thấy có chút áy náy cũng không biết tại sao hắn lại được thừa hưởng tính cách mạnh mẽ tỉnh táo nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói thêm nếu muốn tiền thì ta có thể cho ngươi hai vạn nếu ngươi không báo thù tuy nhiên ngươi cũng nên biết rằng đó là việc không nên làm đến lúc đó người bị hại chắc chắn không phải là ta nghe thấy trương thiên nói như vậy thì nữ tử kia nhất thời khóc giống lên Trương Thiên, người không biết xấu hổ là gì à, có tin là hôm nay Hàn Mộng Di ta làm cho người biến mất khỏi thế giới này không, Hàn Mộng Di? Trương Thiên nghe vậy liền lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống giường, đại tiểu thư Hàn gia. Người đàn bà này lại là đại tiểu thư của Hàn gia. Chương 2, reng reng, nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com hàn gia và lý gia giống nhau ở chỗ đều là đại tộc ở yến kinh thế lực bên trong vô cùng lớn bất luận là ở quan trường hay những hoạt động ngầm thì có thể một tay che trời hai nhà này chỉ cần hát xì hơi là cả yến kinh run dày cặp đùi trắng như ngọc của hàn mộng di thon dài nõn nà cô rất thông minh lại là con của vợ cả nên trong hàn gia từ trên xuống dưới đều yêu mến cô còn hắn lại là con hoang của lý gia nếu không phải vì cha hắn còn nhớ đến một chút tình nghĩa với mẹ hắn thì có lẽ hắn chết cũng không ai quan tâm sự chênh lệch về thân phận hai người như thế nào thì không cần nói ai cũng biết nếu có được tu vi trước đây thì đừng nói là đại tiểu thư hàn gia mà cho dù có đem của gia tộc hàn gia đến trương thiên cũng không thèm nhìn đến dù sao thì đối phương cũng chỉ là người phàm thôi vấn đề là sau khi sống lại thì công pháp toàn thân đã bị phân tán bản thân không giống với người thường thậm chí thân thể hắn suy yếu vì bệnh tật chỉ cần là một người trưởng thành nào đó cũng có thể bóp chết được hắn ăn gan hùm mới dám ngủ với hàn mộng di trương thiên tạm thời không lý giải nổi chuyện kỳ quái ấy reng reng ngay lúc này trong đầu Trương Thiên có một tiếng chuông dễ nghe vang lên, Trương Thiên cúi đầu nhìn xuống thì thấy âm thanh đó phát ra từ một cái hộp nhỏ trên gối. Hắn biết cái này là điện thoại di động và cũng biết cách sử dụng, chỉ cần nhấn một cái nút nghe là được, đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên giọng nói phẫn nộ. Thằng nhóc này đúng là to gan lớn mật, dám đánh đại tiểu thư của Hàn gia, rốt cuộc là mày muốn gì? cha cảnh cáo mày nếu mày dám làm chuyện sằng bậy thì nhất định ta sẽ tự tay chôn sống mày tút 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 lão gia này dù sao cũng là người tu chân sao lại lớn giọng với ta như vậy hắn tắt điện thoại tâm trạng có chút phiền muộn cuộc điện thoại đó là của lão cha tiện nghi hắn biết toàn bộ người trong nhà thì chỉ có cha và mẹ là đau lòng vì hắn nên bây giờ mới gọi điện nhắc nhở thì trương thiên đã lỡ làm chuyện sằng bậy rồi hắn mặc quần áo vào nhíu mày lại phát hiện ra có chuyện gì đó bất thường đột nhiên mắt hắn lóe sáng lên có người gài bẫy ta hắn tới đây là do đại ca hắn mời nói là có nữ nhân muốn chia sẻ cho em trai nhưng ai ngờ lại là đại tiểu thư hàn mộng di của hàn gia ở yến kinh quan trọng nhất là khi mọi việc vừa mới xảy ra thì người trong nhà đã biết chuyện nói cách khác thì đó là sự sỉ nhục sự thông minh của người khác còn hắn thì không đề phòng nên mới bị lừa như vậy dù sao trương thiên cũng sống mấy trăm năm ở tu chân giới tàn khốc nên lối suy nghĩ cũng không phải tầm thường sau một lúc ngẫm nghĩ thì đã biết được ai đứng sau giật dây reng reng điện thoại lại đổ chuông vẫn là cha tiện nghi của hắn trương thiên nhíu mày đầu dây bên kia lại là những câu chửi bới xối xả đồ danh con dám tắt điện thoại của ta chán sống à dòng họ đã biết chuyện tốt đẹp mày vừa làm rồi trong buổi trưa này vác xác về nhà cho ta nếu không có chết ở trên đường cũng đừng nói là con của ta trong lòng chợt thấy ấm áp chỉ có lão cha già tiện nghi kia trên đời này là còn quan tâm đến hắn lấy lại tinh thần trương thiên trầm ngâm một lát rồi nói được con biết rồi hiện tại trương thiên đã chính thức tiếp nhận thân phận mới ông trời cho hắn sinh ra lần thứ hai hắn tuyệt đối không phụ ân điển của ông trời ban cho đầu dây bên kia nghe trương thiên nói một cách bình tĩnh như vậy thì kinh ngạc tai họa giáng xuống đầu mà thằng nhãi này sao có thể bình tĩnh như vậy chứ cũng khó trách trước đây trương thiên gây ra lỗi đều do người mẹ quá cố đến tìm ông xin tha thứ bây giờ hắn gây ra tội lớn như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh khiến cha hắn nghi ngờ là hắn sợ đến mức ngây người ra rồi cũng nên sau khi tắt điện thoại thì trương thiên nhìn hàn mộng di đang cuộn tròn người ở góc tường cả người run lên chuyện kia mộng di à ngươi vừa mới nằm mơ đấy cả nhà ngươi đều nằm mơ cả trương thiên ngẩn người ra giải thích không phải chuyện kia không phải là tôi cố ý tôi làm vậy cũng là do bị người ta hãm hại thực ra đáp lại trương thiên hàn mộng di vẫn giống lên giận dữ tên khốn ngươi không phải là đàn ông ngủ với ta còn không dám thừa nhận để cho cô gái kia chửi bời một hồi thì trương thiên đập tay xuống bàn rồi nói lúc nãy ngủ với ngươi ngươi ôm chặt ta thì sao người có phải là đại tiểu thư của Hàn gia thật hay không còn chưa biết nhưng ta chính là thiếu gia của Lý gia, đợi đến lúc giải quyết xong những rắc rối ta sẽ đến nhà ngươi cầu hôn. Nói xong câu đó với Hàn Mộng Di thì Trương Thiên mặc cho xong quần áo và mở cửa phòng lách người đi ra. Không một chút chậm trễ, Trương Thiên xuống phía dưới bãi đỗ xe, đi tới chiếc Porsche 911, khởi động xe và chạy thẳng đến Lý Gia ở Yến Kinh. Vừa mới bước vào cửa lớn của Lý gia thì Trương Thiên theo bản năng nhận thấy một bầu không khí căng thẳng trong nhà. Hắn biết bước qua cánh cửa này thì sẽ có một cơn cuồng phong bão táp đang đợi hắn. Thở hắt ra một hơi, lúc hắn bước vào phòng khách thì phát hiện ra hình như cả dòng họ Lý đều có mặt đầy đủ, chính là cha hắn, vài vị thúc bá, anh em họ đang ngồi ở đại sảnh. Ngoài bộ mặt giận dữ của lão cha tiện nghi ra thì những người khác đều tỏ ra vui mừng khi hắn gặp nạn. Đệ đệ à, ngươi cũng hơi quá đáng rồi đó, đùa giỡn với phụ nữ bên ngoài cũng cần phải tỉnh táo một chút chứ, chuyện này ca ca không giúp được ngươi rồi. chương 3, ngươi không còn là người lý gia. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nghe tiếng quay lại nhìn thì người đang nói là một gã thanh niên có diện mạo cũng gần giống với hắn nhưng khóe miệng kèm theo nụ cười chế giễu két két. quả đấm cửa chuyển động hắn biết đây chính là người đã mang hàn mộng di đến phòng hắn lại còn chuốc cho hắn say mềm đường ca lý sát lý sát khác với những người còn lại bên ngoài không nói gì nhưng lại luôn ngầm vu oan hãm hại hắn nếu không phải từ trước giờ hoàn khố ps chuyện này một người mà có nhiều tên ác dịch muốn khùng luôn a còng a còng ngu xuẩn không có thuốc nào chữa được thì làm sao lại tin kẻ thù là anh trai mình và đi chơi đùa với đàn bà chứ hít một hơi dài trương đại thiểu không thèm để ý đến hắn mà xoay người gượng cười ôi các vị thúc bá đều ở đây à hừ mày còn biết mình là người của lý gia à mày đúng là gan lớn bằng trời dám làm việc cầm thú với đại tiểu thư của hàn gia có biết là gây ra bao nhiêu phiền toái cho lý gia không hả đúng tiểu tử này trên người chỉ có một nửa dòng máu của lý gia không phải người trong họ thì không thể tin tưởng được gây ra chuyện này đúng là khiến lý gia trở thành trò cười của cả yến kinh mà 20 năm trước tôi đã nói nếu giữ lại tên nghiệt chủng này thì chắc chắn sẽ gây ra tai họa, lão thất, bây giờ thì đã thấy điều tôi nói lúc trước là đúng chưa? Đây đều là tiếng nói của những người thuộc lý gia. Mọi người đều hùa vô chửi mắng, chế giễu, nói những lời ác ý với Trương Đại Thiều. Lão cha tiện nghi của hắn đứng thứ bảy, một vị trí thấp kém, lời nói không có giá trị nhưng dựa vào việc có công gây dựng lý gia nên vẫn có chỗ đứng trong gia tộc bây giờ vì con mình mà bị liên lụy nên sắc mặt ông rất khó coi sau một hồi chỉ trích thì người đàn ông trung niên ngồi chính giữa có vẻ mặt không hài lòng nói trương thiên người đã làm nhục đại tiểu thư hàn gia việc này thật sự rất tồi tệ bôi nhọ danh dự và thể diện lý gia bây giờ hàn gia cũng đã biết chuyện này chúng ta cần phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng với họ người này chính là nhân vật huyền thoại của lý gia tộc trưởng lý lôi Trương Đại Thiểu biết rõ ràng là có người đang cố ý làm cho mâu thuẫn ngày càng gay gắt hơn. Trương Đại Thiểu mặt không biến sắc, Lý Lôi tiếp tục nói. Cũng may quan hệ giữa nhà chúng ta và Hàn Gia cũng không tồi nên sẽ giữ cái mạng của ngươi lại, nhưng Gia có Gia Quy, không thể nuông chiều. Ta và vài vị thúc bá của ngươi đã nhất trí là sẽ trục xuất ngươi ra khỏi Lý Gia bây giờ ta lấy thân phận là chủ nhân của lý gia ta tuyên bố trương thiên từ nay về sau không còn là người của lý gia nữa anh lão cha tiện nghi sau khi nghe thấy lý tộc trưởng tuyên bố thì hai tay nắm chặt và vô tình đập nát tay vịn ghế trên mặt lộ vẻ phẫn nộ không cam lòng đã sớm đoán được kết quả nên trương thiên lạnh lùng cười dựa theo gia quy của lý gia thì tài sản sẽ truyền lại cho con trai con gái lão cha tiện nghi chỉ có mình hắn giờ đuổi hắn đi thì sau khi ông chết đi số tài sản ông vất vả kiếm được không biết sẽ đi về đâu không cần nói cũng biết trương đại thiểu đều là cái gai trong mắt mọi người nên sau khi nghe quyết định của tộc trưởng đều vui cười ra mặt giống như là đã nắm được tài sản của hắn trong tay mình vậy lý sát hạ thấp giọng nói ôi không em trai bây giờ ta cũng không giúp được ngươi rồi bất quá ngươi cũng không phải sợ dù sao chúng ta cũng là anh em sau này ngươi ở bên ngoài có gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm ta thân là anh trai ta chắc chắn sẽ giúp đỡ ngươi hết mình trương đại thiểu bĩu môi khinh thường mèo khóc chuột tuy nhiên ta cũng không phải là chuột thấy trương đại thiểu dám có thái độ khinh thường lý sát bắt đầu lộ ra bản chất hung dữ của mình người làm nhục hàn mộng di vì muốn giữ gìn quan hệ hai nhà nên hàn gia đã quyết định gả hàn mộng di cho người thừa kế tương lai của lý gia và người đó chính là ta ha 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 tuy nhiên ngươi cũng không cần ghen với ta từ năm tám tuổi ta đã biết cơ thể ngươi rất yếu nên ta tin là cô ấy sẽ ở bên cạnh ta ha 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 lý sát ta giết ngươi lý sát chọc cho trương đại thiểu nổi cơn tam bành đột nhiên hắn đấm thẳng vào răng cửa của anh hắn và nói ta ngủ với Hàn Mộng gì thì cả đời này cô ấy là người của ta, không tới phiên ngươi nhúng tay vào. Không đợi Lý Sát kịp đánh trả thì Trương Đại Thiểu đã nói tiếp. Đuổi ta ra khỏi gia tộc, các ngươi nhớ cho rõ, từ giờ Trương Thiên sẽ không còn là người của Lý Gia nữa. Giọng nói vang lớn khiến cho những lời châm biếm nhất thời lắng xuống, thậm chí một vài người bụng miệng khi thấy nửa cái răng của Lý Sát rơi ra tất cả mọi người trong phòng đều ngây người ra, sửng sốt hai giây thì Lý Lôi nổi giận nói. Trương Thiên, ta mặc kệ là ngươi bị điên hay u mê không hiểu, tóm lại ngươi phải nhớ cho kỹ những gì mình vừa nói, sau này không được bước vào cửa của Lý Gia nữa. Niệm tình ngươi cũng từng có một nửa thân phận ở Lý Gia nên hãy đợi cha ngươi đưa cho chi phiếu 500 ngàn đi. Trương Đại Thiểu giận dữ, cha ta dùng tiền như thế nào cũng cần các người phải dạy sao nói xong câu đó trương đại thiểu quay đầu đi ra khỏi phòng khách hàn gia yến kinh di con ra ăn cơm đi một người đàn ông có gương mặt hiền lành đứng trước của phòng hàn mộng di nhẹ nhàng gõ cửa gạch nối ngoặc kép chấm di à nếu không ăn thì đồ ăn sẽ nguội mất đấy mẹ con làm món cá chép chua ngọt mà con thích ăn nhất đấy nhanh lên nào gọi mất nửa ngày mà hàn mộng di vẫn không trả lời một tiếng người đàn ông trung niên lắc đầu thở dài và đành bỏ đi người quản gia đi bên cạnh nói lão gia sau khi trở về thì tiểu thư cứ như vậy tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai cả luôn miệng mắng tiểu nhiệt chủng của lý gia tôi thấy hay là cứ để cho cô ấy được yên tĩnh đi đã người đàn ông trung niên bất đắc dĩ gật đầu rồi chợt nghiến răng nói, Trương Thiên, tên tiểu tử ngươi lại dám làm chuyện này với con gái ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. chương 4, Đại Thiểu chạy trốn, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Một bóng người cao ngạo bước ra khỏi của của Lý ra, Đại Thiểu không khỏi lắc đầu thở dài. Mặc dù lão tử đang ở tu chân giới hèn mọn nhưng thân phận thật sự của ta chỉ cần một tát là có thể giết chết tất cả các ngươi chờ ta khôi phục được thực lực thì nhất định sẽ cho lý ra các người hối hận. Trước kia đại thiểu là một gã trúc cơ có đến 200 năm tu luyện nhưng mọi chuyện đã thay đổi như trong chóng khi hôm nay hắn bị biến thành một người bình thường. Sự tranh lệch so với trước đây còn rộng lớn hơn sông, biển nữa. Vậy nên trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải tăng tu vi lên một cách nhanh chóng nhất lái xe trên đường Yến Kinh, đại thiểu nhạy bén nhận ra có một chiếc Audi A6L cách đó không xa đang theo dõi hắn. Nhìn vào gương chiếu hậu trương đại thiểu nhìn thấy có một người đàn ông trung niên ngồi trong chiếc Audi, mặc một áo khoác màu đen, mang kính dâm, hóa trang thành một vệ sĩ. Hơn nữa, với những người bình thường thì không thể cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người đó trương thiểu liếc mắt một cái là có thể đoán ra người này không bình thường nhất định đang nhận mệnh lệnh từ ai đó nhưng lại không vượt quá giới hạn hắn cảm thấy lòng trùng xuống người được phái đến không phải là của lý gia mà là của hàn gia tuy nhiên không nghĩ rằng bên ấy lại dám hành động vào ban ngày hắn tiếp tục ung dung lái xe nhìn thấy phía trước có một lối rẽ liền nhấn ga quẹo vào vừa luồn lách vừa tăng tốc thậm chí còn vượt cả đèn đỏ nhưng không hiểu tại sao chiếc xe kia giống như là keo dính chuột cứ bám sát lấy hắn không những không bị tuột lại phía sau mà ngược lại còn ép hắn chạy vào đường một chiều ầm một âm thanh khó chịu vang lên tốc độ của chiếc audi thể thao có thể chạy trên phố rất ngon lành nhưng phải luồn lách như thế này thì căn bản là vô dụng tự đưa mình vào con hẻm tiểu mã, Trương Đại Thiểu vừa mới dừng xe lại thì người trung niên mặc áo đen kia mở cửa xe, để lộ ra một khẩu súng lục màu đen trong áo khoác. ra hiệu cho Trương Đại Thiểu xuống xe. Anh hùng không ăn sẽ mất ngay lập tức, Trương Đại Thiểu lập tức bước xuống chịu trói, người trung niên kia khẽ quát thành thật vậy là tốt đấy, lên xe trên mặt hắn có chút run dày, cái mạng nhỏ bé làm hắn có cảm giác không ổn chút nào, chờ bổn thiếu ra khôi phục được tu vi thì nhất định sẽ đánh ngươi đến mức mẹ ngươi không nhận ra ngươi luôn. Đúng lúc chiếc Audi vừa dừng lại thì có xe cảnh sát chạy đến, hai mắt trương đại thiểu sáng lên. Dễ dàng nhận thấy cảnh sát đã để ý đến tình huống của trương đại thiểu bên này. Chỗ này không được đậu xe, dẫn hai lái xe này về người cảnh sát lớn tuổi chưa kịp nói hết câu đã bị một cảnh sát bên cạnh kéo lại, liếc mắt nhìn biển số xe của chiếc Audi kia là Bắc Kinh A8, thì liền kéo đồng sự đi, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Đi thôi, tiếp tục đi tuần tra, tình huống này là gì vậy? Trương Đại Thiểu ngẩn người ra, mồm há hốc, hiển nhiên là không hiểu được tại sao hai cảnh sát kia lại đột nhiên vội vàng bỏ đi vậy nên xoay người chạy đến gần xe cảnh sát và nói đồng chí cảnh sát có người muốn bắt cóc tôi nghe vậy người lái xe trung niên đứng phía sau mặt biến sắc hối hận vì đã không đánh ngất trương đại thiểu trước khi làm những việc tiếp theo nhưng tất cả đã muộn hai cảnh sát kia liền quay mặt lại phía trương đại thiểu trên mặt lộ vẻ hoảng hốt bắt cóc giữa ban ngày lại ở ngay thủ đô yến kinh lại có người dám bắt cóc ư Tiểu Vương vừa mới tốt nghiệp học viên cảnh sát nên thầm nghĩ mình có thể trổ tài một chút, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, quát, hai người đưa giấy tờ tùy thân của mình ra đi. Người cảnh sát lớn tuổi có vẻ mặt nghiêm túc, nhìn biển số xe A8 thì có thể biết được hắn là ai, ở trên đường lại chủ động ra lệnh với cảnh sát. Bình thường không ai trêu chọc hắn mà bây giờ lại xuất hiện chuyện bị bắt cóc, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Người lái xe trung niên không nói gì, giấu đôi mắt đằng đằng sát khí sau đôi kính dâm, điều hắn lo lắng chính là đang ở Yến Kinh. Nếu giết người diệt khẩu thì chắc chắn là mang phiền toái đến cho Hàn gia, vì thế liền tính toán đưa Trương Đại Thiểu đi rồi tính sau. Thật ngại với hai vị quá, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu không tin thì mời hai người nhìn đồ vật này đi, không được, người này có thể muốn giết người diệt khẩu. Trong lòng Trương Đại Thiểu cảnh giác ngay lúc hai người cảnh sát không để ý thì tên lái xe trung niên bỗng nhấc cánh tay chĩa họng súng đen ngòm vào đầu trương đại thiểu và nói đi cảnh sát há hốc mồm rõ ràng là có người cầm súng trước mặt họ giữa ban ngày rốt cuộc thân phận của người này là gì may mắn thay trương đại thiểu đã có sự đề phòng mặc dù tu vi không còn nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn chạy trốn về phía cảnh sát thừa dịp hỗn loạn mà chạy về xe của mình dẫm ga thật mạnh rồi chạy đi như điên, reng reng reng. Vừa mới bước vào xe thì lão cha tiện nghi đã gọi điện tới, lo lắng nói. Thằng nhóc, giờ con chạy khỏi Yến Kinh đi, tin lý ra trục xuất con ra khỏi gia tộc đã bị truyền ra ngoài, chắc chắn những người mà con gây sự trước đây sẽ đến tìm con tính sổ. Mọi chuyện ở nhà ta sẽ sắp xếp cho con, sau khi yên ổn được một thời gian thì hãy gọi điện cho ta, trong thời gian sắp tới không cần liên hệ với ta đâu lo lắng trương đại thiểu không nghe thấy nên ông lại nghiêm túc dặn dò nhớ cho kỹ ngàn vạn lần không được liên lạc với đám bạn bè kia còn bây giờ ngay lập tức chạy trốn trước khi mặt trời mọc tắt điện thoại sống mũi trương đại thiểu cay cay không biết phải nói gì trương nam tình huống quẫn bách nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com suy nghĩ một lát thì trương đại thiểu quyết định nghe theo lời cha chạy trốn lái xe chạy thẳng đến lúc mặt trời mọc Trương Đại Thiểu vẫn nhận thức rất tốt, người của cha hắn sắp xếp cũng vừa tìm đến đây đưa cho hắn một tờ chi phiếu nhưng không có mật mã, ngoài ra còn có một vài giấy tờ chứng minh thân phận già. Trước kia đòi tiền đi chơi với con gái cũng vậy, Trương Đại Thiểu biết mật khẩu chính là ngày sinh nhật của mình. Nơi chạy trốn phải được giữ bí mật, Trương Đại Thiểu cũng sẽ không làm phiền đến tay chân của cha mình, sau khi nói lời cảm ơn thì liền chạy vào bên trong nhà ga, vội vàng nhảy lên xe lửa bắt đầu con đường chạy trốn, nhìn cảnh vật bên ngoài xe lửa thụt lùi lại, nhìn thành phố mà hắn từng ăn chơi đàng điếm thì lẩm bẩm nói: "Yến Kinh, cha, Hàn Mộng Di, tạm biệt, một ngày nào đó ta sẽ trở lại đây." Kiểm tra vé, kiểm tra vé, đưa vé ra để kiểm tra đi. Vừa mới lên tàu còn chưa kịp thở thì nhân viên trên tàu bắt đầu đi kiểm tra vé, Trương Đại Thiểu thở dốc, đi máy bay cũng chưa kiểm tra nghiêm như vậy, đi tàu lửa cũng không yên nói xong trương đại thiểu liền nghĩ cách trốn vé ga đầu tiên nên lượng khách không nhiều trương đại thiểu nhìn vào hai cái wc mím môi suy nghĩ cứ trốn vào wc trước đã tên nào đi vệ sinh mà không dội nước vậy mùi hôi thối xông vào mũi hắn nhìn vào bồn cầu thấy một màu vàng nổi lềnh bềnh chào đón hắn hắn bịt mũi quay mặt đi và xả nước cho cái tặng phẩm kia rút xuống, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, không được, cần phải tăng tu vi lên gấp. Nói là làm, Trương Đại Thiểu ngồi xuống cạnh bồn cầu, đầu tiên nhắm mắt lại kiểm tra tình trạng cơ thể, lát sau trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tốt lắm, mặc dù cơ thể hơi yếu, kinh mạch bị ứ động nhưng với tư chất còn lại thì cố gắng tu luyện trong 3 năm có thể khôi phục được tu vi luyện khí, trong giới tu chân thì thực lực được phân chia theo cấp bậc. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Trừ luyện khí chia 10 tầng ra thì trúc cơ, kim đan, nguyên anh đều phân ra sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Trương Đại Thiểu bắt đầu nhắm mắt lại, dùng ý nghĩ điều khiển khí trong cơ thể vận chuyển. Ông trời đối xử với Trương Đại Thiểu cũng rất bạc, từ năm 8 tuổi cơ thể hắn đã bị người ta phá hủy nên nhiều bệnh tật ốm yếu đó cũng là nguyên nhân mà trước giờ dù hắn có làm chuyện gì sằng bậy cũng không bao giờ giao nộp cơ thể mình ra dù sao thì trình độ của hắn đúng là quá yếu linh quang tính động chiếu sáng đại diễn âm dương hợp vạn vật trong cái wc nhỏ hẹp trương đại thiểu ngồi khoanh chân toàn thân tiến vào không linh cảnh giới tu chân pháp quyết hiện lên trong đầu mấy chục giây sau hắn mở mắt mặt nghiêm trọng chửi ầm lên tặc lão thiên Thiên địa linh khí ở trái đất rất loãng và rất ít tu luyện cái mốc xỉ ấy. Lúc này Trương Đại Thiểu rất bức xúc nên chỉ thẳng tay lên và mắng ông trời, so với cái thế giới tu chân kia thì trái đất đúng là một một quả bóng rác rưởi. Thiên địa linh khí quá ít, người tu chân trên trái đất cơ bản không thể tiến hành tu luyện được. Trương Đại Thiểu thấy nhức đầu, lúc này hắn vội vàng muốn nâng cao tu vi, thế nhưng linh khí trên địa cầu quá loãng khiến hắn giận sôi người với tình huống này chỉ sợ muốn tu luyện đến chúc cơ kỳ thì đã chết mấy trăm năm rồi, làm sao bây giờ? Trương đại thiểu trao mày, ôm đầu suy nghĩ, rầm rầm rầm. Đang buồn bực thì cửa WC bị người ta đập liên tục, Trương đại thiểu giật mình, chẳng lẽ mấy người kiểm tra vé đuổi theo đến WC sao? không đợi hắn lên tiếng thì bên ngoài liền vang lên một giọng nói dễ nghe nhưng có phần nôn nóng và ngại ngùng này ai ở trong đó có thể nhanh lên được không tôi tôi sắp không nhịn được nữa rồi à hình như là con gái trương đại thiểu nhẹ nhàng thở ra nhưng nghĩ đi ra mà lỡ gặp người kiểm tra vé thì phiền lắm tôi còn đến nửa ký chưa đi được nên bây giờ không thể ra ngoài anh cô gái đứng bên ngoài wc cắn răng chịu đựng hình như là sắp chịu hết nổi nên chửi mắng anh là tên lưu manh liễu thanh thanh dạo gần đây không được may mắn bắt một chuyến tàu đến trường nhưng lại không mua được vé bất đắc dĩ phải chen chúc vào cái tàu bẩn thỉu này đã chờ lâu như vậy nếu không phải là không nhịn được nữa thì liễu thanh thanh chắc chắn không bao giờ đến wc để xếp hàng vậy nên cô nén giận nói tiên sinh nếu anh đã đi vệ sinh xong rồi thì tôi tôi thật sự là không nhịn được nữa trương đại thiểu có phần do dự thật ra tôi cũng muốn giúp cô tuy nhiên tôi bị tiêu chảy thì không có cách nào khác cả hay là cô vào đây luôn đi đi xong thì chạy ra ngoài Ý kiến của Trương Đại Thiểu dĩ nhiên là không tồi, vừa giúp cô ấy giải quyết được nỗi buồn, hắn sẽ nhắm mắt lại không nhìn, bản thân cũng không cần phải đi ra ngoài, nhất cử lưỡng tiện thật là tốt mà. Những Liễu Thanh Thanh ở ngoài cửa lại không nghĩ như vậy, đá giày cao gót vào cửa WC nói, ngươi là tên biến thái, ở trong đó ăn CT của ngươi luôn đi. Khỏi phải nói cũng biết là Liễu Thanh Thanh bực mình như thế nào, sao lại gặp một tên bị bệnh thần kinh ở WC chứ? quay đầu lại nhìn trên lối đi có đến mười mấy người đang hút thuốc một toa tàu khác có một cái wc nhưng sợ rằng đi được nửa đường sẽ không chịu đựng được khẽ cắn môi tính tình liễu thanh thanh trước giờ vốn mạnh mẽ nên đứng trước cửa wc dùng một loại ngữ khí muốn giết người nói tiên sinh nếu tôi vào đó anh hứa sẽ không nhìn trộm chứ